nhà uống miếng nước với mình nha. Cái này là trà này mình cũng thích, trà lòi. Mà hôm nay mình để mát thôi, mình không dám uống lạnh đá. Tại vì mấy bữa rồi mình cũng ho, hôm nay bớt rồi nên không có dám uống đá. Mình uống chỉ mát thôi. Mấy bữa rồi á, mình ăn uống không kỹ lưỡng, ăn nóng ăn cay nhiều quá, rồi uống lạnh rất là nhiều nên cũng bị hôi mấy bữa. Nay bớt rồi, nay mình sẽ bớt rồi mà còn ăn đồ độc nữa. Nhưng vì lý do thích ăn mấy món này thì mình cũng mua cái món này đặc biệt nha. Cái này là lửa vịt với lại cánh vịt. Hôm nay mình sẽ có món lửa vịt cánh vịt, rồi mình kèm thêm cái này là mấy cái viên cái viên nó giống như cái viên gì chiên này, nhưng mà trời nóng quá mình không chiên, mình đem đi luộc nó để một hồi nó mình ăn như vậy cho nó xâm tụ. Rồi đây là cánh vịt ha, này là cánh vịt, này là làm phá lấu mà mình nướng rồi. Còn này là lửa vịt. Lửa vịt, không biết có nhiều bạn nào ăn qua lửa vịt kiểu này chưa. Kiểu này là kiểu phá lấu, để sẵn luôn cái như vậy nè. Đây, mình mời cả nhà mình cùng ăn với mình cánh vịt lửa vịt phá lấu nha. Đây, đây nè. À, cái màu nó đẹp lắm. Không biết trên hình nó có được đẹp giống như bây giờ không, chứ bây giờ bên ngoài cái màu nó cũng đẹp lắm. Cái màu hấp dẫn lắm nha. Ăn lửa vịt. Cái lửa vịt nhiều người chắc suy nghĩ là lửa vịt không có gì ăn, giống như hồi đó giờ mình nghĩ luôn á, là lửa vịt không có gì ăn. Nhưng mà mình vô tình bạn mình mua cho mình lửa vịt, mình ăn mình thấy rất là thích. Rất là thích tại vì nó là thành phần mấy cái gì mà thuộc dạng mà nấu phá lấu á, thì nó ăn rất là ngon phải không. Nên bạn mình có mua cho mình phá lấu lửa vịt cho mình ăn thử thì mình rất là thích. Sau đó là mình ra quán, mà chỗ nào quán mấy cái lửa vịt phá lấu hay là nấu theo kiểu này kiểu kia mà giống như phá lấu á, thì mình thì sẽ thử liền. Mình rất là thích những cái quán, mình hay đi vô mấy cái quán đó mà có vịt phá lấu là mình ăn liền luôn. Thế là lâu lâu là mình thèm mà mình đi ra mấy cái tiệm mà bán chuyên về barbecue thịt á, nó có bán lửa vịt luôn. Hồi lâu mình lấy cái này mình có chấm qua muối thì tây ninh với lại chanh nên mình thấy ngon nên mình làm lại thôi. Mình thấy ngon nên mình làm muối tây ninh với lại chanh này mình chấm cái vịt đó. Hồi lâu mình có làm qua muối hộp muối hộp dầm ớt mình chấm cũng ngon lắm, mà bữa đó hết rồi. Cái mình lấy muối tây ninh với lại chanh mình pha lại, mà mình thấy cái khẩu vị nó đi chung nó cũng ngon lắm nên hôm nay mình ăn muối tây ninh. Cái phá lấu này thì theo Du mua về thì không có cần cái gì là chấm hết, nhưng mà tại vì mình đem đi nướng rồi mình thích ăn có cái vị chấm hơn thì cho cái kiểu cái khẩu vị của mình ha. Đó, nay là mình ăn theo cái khẩu vị của mình nha, là mình ăn muối tây ninh. Còn cái này là tương đen, tương đỏ, đen hồi mình chấm cái viên này. Đây, muối tây ninh. Ăn cái con này á, nó thấy nó như vậy nhưng mà nó rất là nhiều thịt nha. Rất là nhiều. Mà nếu mà nói về mấy ông nhậu á, chịu nhậu á, nhậu mấy cái này ngon lắm. Wow. Mình rất là hứng thú và xé ra mấy cái này nè, nó ngon gì đâu. Đây mình lấy cái này mình chấm vô đây, chấm muối tiêu, chứ không phải muối tiêu, chấm muối tây ninh, muối tây ninh với chanh. Mời cả nhà nha. Mặn quá, chấm muối nhiều mặn quá.
cái lớp này nè, xương nè, là cái này là mình không có ăn. Nhưng mà cái giềng ở đây nó có rất là nhiều thịt. Tại vì ăn mấy loại vịt á cũng giống như thịt thì nói chứ nhiều không phải là nhiều lắm, mà ít thì không phải không ít, nhưng mà nếu mà ăn cái gì mà thịt nhiều quá mình ngán thì mình thích ăn mấy này á, nó có lượng lộn xương mình ăn mình quặm ăn có xương có thịt nó mới ngon, nó không có ngán. Hãy lấy đồ đựng xương, mình phải cho thêm chanh nữa, cái này nó đặc quá, nó mặn. Mấy lúc này mình hô á là mình tránh ăn cay, mà mình cũng thích hơi hơi cay thôi chứ không biết ăn cay giỏi. Mà mình ăn cái gì mấy bữa rồi nó lạt lạt á, cũng chán, nhưng mà nhờ vậy mà nó bớt hô, không có đụng tới ớt, không có đụng tới nước đá, nên nhờ vậy mà họ bớt ho. Chứ lúc ngày đầu á mình vẫn còn uống lạnh ăn cay, trời ơi mình ho quá trời. Sau đó ngày thứ hai mình thấy ho quá, cái ngày thứ hai mình mới dám giảm, thì ngày thứ ba nó bớt từ từ, với hôm nay ngày thứ tư thì nó hết hẳn rồi. Nhưng mà bây giờ mình ăn lại không biết một hồi tối mình có ho nữa hay không. Mình không biết số lượng người mà thích ăn lưỡi vịt hay không. Mình nghĩ chắc rất là ít người biết ăn lưỡi vịt. Mình nghĩ số lượng người thích ăn lưỡi vịt ít lắm. Tại vì phần đông theo mình nghĩ á, ai cũng nghĩ là lưỡi vịt không có gì ăn. Với lại người nghe lưỡi lưỡi là cũng sợ á. Mà lưỡi vịt mà kiểu mà làm phá lấu như cái kiểu này mình ăn nha, làm theo kiểu luộc thôi này kia mình không dám ăn, thấy nó ngán, nó có hương vị thì mình thấy nó ngán. Ăn mấy cái này á mà Nhâm Nhi có rất nhiều ngọc thích nhậu á, ăn mấy cái này ngồi sáng Nhâm Nhi vui lắm. Cái lưỡi vịt này phải biết cách ăn nữa. Cái lưỡi nè có chỗ này nè, chỗ này mình phải tháo ra bỏ đó. Chỗ này không có ăn, mình thấy nó sầm sạm, cái lưỡi chỗ đó nó ghê lắm, không có ăn. Nên ăn cái này cũng phải biết cách ăn nữa, biết ăn cái gì bỏ cái gì. Nhưng mà đặc biệt cái đó mình chỉ bỏ ngay khúc đó thôi, miếng đó thôi, còn gì cũng ăn được hết đó. Mình không biết sao tả cho mọi người ăn á, cái này à. Mình thì cái khẩu vị của mình rất là thích ăn vậy, nhưng mình cảm giác mình ăn mấy cái này nó rất là ngon, mà cái món này không biết làm sao để tả. Ngon lắm. Mà cái này là mình mua phá lấu nha, mình đem về mình nướng lại nha, thích ăn theo kiểu đó. Ăn theo kiểu mà mua phá lấu về. Người quên nói nữa, cái phá lấu này là phá lấu người Tàu, chứ không phải phá lấu Việt Nam, là có nước. Phá lấu này người ta nấu theo kiểu phá lấu nó khô, nên đem về á này không có nước nha, nó khô, nó giống như là mấy cái vịt mà luộc hấp gì đó. Thì nấu theo kiểu phá lấu người Tàu nó khô, cái mình đem về mình nướng lên vậy nè, giống như mình đang ăn đồ nướng, nhưng mà nó có hương vị của phá lấu. Ừ.
nhai mình nướng nó hơi quá chớn, nó có chỗ khác, nướng vừa thôi, hôm nay mình nướng hơi bị lâu. Mà không biết sao tả, mình cảm giác là chỉ có ăn mới cảm nhận được cái cảm mình thì thấy ăn vậy rất là hứng thú, rất là hứng thú với mình. Rồi xé từng miếng trong đây ra ăn. Tôi nhìn nó như vậy cái mình xé, mình kiếm những lớp thịt ra ăn, mình thấy nó hứng thú lắm. Mỗi lần ăn cái này mà cũng có thể kèm theo rau răm này nọ ngon lắm. Không biết Việt Nam thì có, hình như là có mấy chỗ khu người Tàu bán có ở Việt Nam mình chưa, ở Việt Nam mình chưa ăn món này bao giờ, chưa bao giờ ăn. Nhờ ở bên Mỹ có gọi là có đủ thứ nên cũng là nhờ bạn mình mua cho mình ăn mình mới biết mấy cái thứ này thôi, chứ thật ra mà kêu mình ăn lưỡi vịt mình không ăn đâu. Lưỡi vịt có gì ăn thật sự luôn, mà nhờ mua thử về mình ăn mình mới thích, nhờ thử mới thích nha. Có nghĩa là nhờ mua đại về mới thích, mua đại về ăn được mới biết được cái khẩu vị nó ngon, nó có đồ để ăn. Chứ thật sự mà nói, biết bao nhiêu người ai cũng nghĩ lưỡi vịt không có gì ăn đâu. Những người mà chưa ăn qua thì họ sẽ nghĩ là như vậy, còn mình thì thấy y chang vậy, ăn qua chưa qua ăn qua mà mua về rồi ăn thì lại thích. Mà đặc biệt mình chỉ thích ăn kiểu phá lấu nha mọi người. Mà mấy cái phá lấu này á, họ bán rẻ lắm, không có mắc. Giống như là, cũng giống như ít người biết ăn á, họ bỏ thì phí quá, nên họ làm họ bán, nên họ bán cái giá cũng không có mắc nha, rất là rẻ, rẻ bèo luôn. Họ bán tính theo phao hay sao bạn mình mua mình cũng không biết giá nữa. Thì nãy có 7 cái lưỡi 5 đồng, 5 mà 7 đồng gì không biết nữa. Ngon quá. Mới ăn có 1 cái à, 2 cái chứ. Đây 2 cái. Mới ăn 2 cái xương. Đây là một phần xương. Thấy vậy chứ thật sự thịt cũng ăn nhiều lắm á. Thấy bỏ xương nhiều nhưng mà thịt cũng nhiều lắm. Thì mình nói gì thì nói, mọi người ăn thử đi, có phải mình nói đúng không? Thịt nhiều, xương cũng nhiều thiệt, nhưng mà thịt cũng nhiều, nó hứng thú đối với mình lắm. Có ai giống như suy nghĩ của mình á, hoàng lưỡi lưỡi vịt chứ không có gì ăn á. Thì có ngày nào đó mà thấy đứa họ ai bán mua ăn thử đi, ăn đi rồi cảm giác coi có thích hợp với mình không, chứ bỏ qua được cái món này cũng uổng lắm. Bỏ qua một cái món mà cảm giác ngon mà không ai nghĩ tới thì cũng uổng lắm. Cái này là cũng một món ngon đấy. Vậy bây giờ mình ăn qua cánh vịt. Cánh vịt này còn rẻ nữa, rẻ dưới luôn. Cánh vịt nha. Hồi đầu bạn mình mua cho mình nói trời, cánh vịt cũng có thịt. Cánh vịt này á, cánh vịt này cũng có thịt nhiều lắm nha, không giỡn đâu. Thịt quá trời thịt luôn. Đây mình xé ra cho coi thịt nè. Đó, wow,
này là xương chút, mình cũng ai thích ngậm xương giống như mình á, mình cũng thích ngậm xương nữa. Ủa thật đó, thật nhiều lắm. Thấy chưa, cánh mà cũng nhiều thịt lắm. Cái này nó gồm dành cho mấy ông nhậu, vừa gặm xương mà vừa có thịt ăn nữa. Họ còn bán luôn cái giò nữa. Cái móng, cái giò, cái móng gì á, cái đó là cái móng. Nhưng mà thật sự cái móng là không có gì ăn nha. Cánh còn ăn được chứ cái móng là, cái chân là không có gì ăn á. Nhưng mà họ vẫn bán chân. Cái chân không có gì ăn mà họ vẫn bán. Chân gà còn có thịt nhiều, chân vịt cũng có nhiều. Nhưng mà cánh vịt thì lại là gì thịt. Thơm thịt quá trời. Thơm ơi là thơm. Cái món, hai món này là món yêu thích của mình á. Mình ăn á, mình lâu lâu mình hay ăn, mình ăn. Mình lấy miếng thịt đây, lấy miếng thịt á, chấm vô đây. Món này mấy ông nhậu ngon đó bạn. Ngon quá. Mấy cái này họ bán cho mình rẻ quá, mà đâu làm kỹ đâu, lông lá cũng dính nhiều. Ngon quá. Mấy bữa rồi mình định ho. Ho quá trời. Ho, thường thường ho mệt lắm. Mất sức lắm. Mà bệnh gì bệnh. Bệnh gì bệnh không phải sợ nha. Sợ nhất bệnh ho. Ho ví dụ như bệnh nhức đầu, đau bụng ở này kia. Bệnh uống á, thuốc mình còn kèm lại được không? Còn ho hả, nó tránh cho mình hả, không thể ăn được cái gì hết. Thậm chí mình còn ho rất là nhiều, còn mất sức nữa. Nên á, lúc nào mình có ăn quá chớ, giống như mà lúc mới hồi trước khi ho là mình ăn nhiều đồ cay nóng quá. Ăn nhiều đồ cay, đồ nóng. Kèm theo đó là uống những cái nước đá lạnh rất là nhiều. Nên nó vô một lúc như vậy á, nó mới ho dữ vậy, ho mấy ngày luôn. Mà mình đâu có thường xuyên bị ho vậy đâu, mà không biết sao lúc này á, bữa mình ăn quá chớn hay sao. Nhớ rồi, bữa mình ho có lần mình về Việt Nam, mình ăn trái xoài sống á, mà mình không có gọt vỏ, mà mình thích ăn mấy cái hương vị cái vỏ đó, mà mấy trái non á mình ăn không còn gọt vỏ đó. Thì mấy trái xoài á nó có mủ, mỗi lần mình ăn có mủ là mình bị ho. Kỳ trước mình mới làm cái video á, mình có ăn xoài á, thì lý do là mình mới ăn xoài đó xong là sang ngày sau mình ho á. Là sang ngày sau á, tại vì mấy cái mũ xoài nó độc, nó không hợp với mình á. Mỗi lần mình ăn vỏ xoài là mình ho. Kèm theo những cái đồ mình không chịu cương kỹ, mình không bị kiêng á, mình không kiêng á, mình còn ăn vô đồ cay, đồ nóng, đồ này đủ thứ á. Nên nó dồn dọc vô, nó ho mà nó ho dữ lắm, nó ho lâu lắm. Nó ho lâu ngày lắm.
nó ho đến mức mà mình sợ nhà kế bên họ nghe được á, họ tưởng mình bị dính dịch. Mỗi lần ho nó hiện như mình không sợ bằng cái người ở kế nhà, họ mà nghe được á, họ nói sao đứa này nó ho quá, họ sợ mình bị dính dịch mới chết chứ. Mà mình ho liên tục mấy ngày mình sợ luôn, mình sợ mình bị dính dịch nữa, tại vì bữa đó mới đi chợ về nữa, bữa đó là mới đi chợ lâu lâu mình mới đi chợ một lần, mình nằm ngay bữa đó đi chợ về rồi ngày đó ngày sau thì ho luôn. Thời điểm này á ho hay bệnh này bệnh kia sợ lắm. Vào cái lúc này á, gắng cố gắng giữ gìn sức khỏe, chứ mình mà tới vô bệnh viện là mệt lắm. Còn bên mình thì tình hình bây giờ là chắc còn phải thất nghiệp thêm 3 tháng nữa. Mình nghe nói vậy đó. Cho mở lại, nhưng mà mở lại thì số lượng á giảm cũng cho vô nhiều. Nhưng mà mình vẫn lại nghe tình hình lại không còn thất nghiệp được thêm 3 tháng nữa. Thơm quá. Cái pha lấu á, hôm nay cái hương vị pha lấu nó không bằng mọi khi mình ăn, nhưng mà nó vẫn còn mùi thơm. Mọi khi mình ăn món này á, cái mùi nó thơm, giống như nó có cái hương vị thơm mà nó ngọt ngọt nữa. Có một quán kia là chuyên về bán lưỡi dịch, là bán có một khúc như đây nè, cái lưỡi chỉ có làm như đây thôi. À, chỗ đó đó làm cái món tên là bảy món, bảy mùi vị chứ, làm bảy mùi vị rất là ngon, ngon hơn này nữa đó. Mỗi cái có cái đặc biệt ngon riêng, nhưng mà đó ở quán đó nó bán cái kiểu lưỡi dịch vậy nè. Cái video mình có làm qua rồi. Bán lưỡi dịch làm 7 món, 7 mùi vị chứ. Mà nấu cái màu ấy em có nấu gì nè. Ngon quá. Nhớ nha. Ai mà có nhậu á, thiếu món á, nhớ mua món này ăn thử. À mà đái thì kêu mình lại ăn mấy này thôi cũng đủ rồi. Đánh dịch rồi ăn xong rồi. Giờ mình ăn quá này. Mình có đồ ghim nè. À tay giờ mình dơ, giờ có ghim ơi hơi bốc giống nhau em. Quên lộn, chấm lộn. Đây. Cái này mình có thể, cái cục này là mình mua đông lạnh. Nó có thể dùng cho nấu canh, lẩu. Còn chiên thì mình nghĩ cũng được. Phải nói thành phần giống như Việt Nam mình có mấy cá viên chiên thì trời nóng quá mình chỉ hấp luộc lên ăn thôi, ăn với tương đen tương đỏ
Không biết mình ăn với gì nhưng mà ăn giống Việt Nam mình ăn ăn tương đen tương đỏ không? Mình thử cái khẩu vị này coi nó ngon không? Cái này là lần đầu tiên mình mua. Cái này á, theo mình nghĩ á, nấu với lại nước hủ tiếu cũng ngon lắm. Mà ăn không bây giờ mình thấy cũng ngon. Thấy giống như là mình ăn nước hủ tiếu á, mình ăn này ăn không nữa. Tại vì nó mình luộc nó lên rồi. Ngon. Cái bịch này là lần đầu tiên mình mua kiểu này. Cái gói này thấy nó ngon á. Cái bột nó làm á, không có gì bột. Ngon. Nãy mình quên đập cái gói là nó có cái gì. Nhưng mà mấy cái cục mình nó có, nó có lẫn lộn giống như là cái bột này là chắc từ cá rồi kèm theo trong đây nó có cái gì á. Ngon á. Mà không biết ngày kia ngon hơn không. Mà bây giờ mình ăn cũng ngày ngon. Nó thơm. Nó thơm mùi cá. Không phải là mình thử được mùi cá nha, mà mình biết này nó là kiểu cho cá. Ngon quá. Thịt dột tới nó mềm mềm, nó không bị khô, nó cứng, ngon. Mà cảm thấy chấm tương đen đỏ thì nó chúng tương đen nó ngọt. Không biết cái này nó có, cái bia này nó có ngọt không? Ăn nó ngọt ngọt. Mình nghĩ nấu hủ tiếu bỏ vô ăn cũng ngon lắm. Thấy ngon lắm, ăn tiếp. Đang ăn không vậy á? Mình đâu ăn hết à? Mình hốt á, cái gì mình nấu à? Nấu cái gì có súp bỏ vô ăn. Nấu mì gói bỏ vô cũng được. Không biết gì ngon. Mình nghĩ á, bỏ vô nấu súp ngon hơn. Ngon hơn là ăn chi. Không biết nữa. Ăn mình cảm thấy ngon. Ngon quá. Thơm. Nó bột cá nhiều hơn bột. Nhớ nha mọi người. Mọi người có chưa biết cái món này á, thì mua về ăn thử nha. Cái này là nó nằm trong mấy cái tiệm ở bên Mỹ mình, là mấy cái tiệm barbecue á, chứ nhiều bán barbecue á, vô trỏng thì có nhiều lắm. Ở trong barbecue thì họ bán xa xíu nè, đặc biệt là phải có heo quay này, quay nè, vịt quay nè, gà quay nè, xa xíu nè, thậm chí có chỗ bán thịt ngỗng nữa. Thịt ngỗng nó mắc hơn thịt vịt nhiều lắm. Nhưng mà không phải chỗ nào cũng có bán nha. Thịt ngỗng rất là đặc biệt. Nên cái giá nó mắc hơn nhiều lắm. Thì trong mấy cái quán barbecue đó đó là nó có bán mấy cái phá lấu này nè. Mà cách đây hơn một tuần, hai tuần liền luôn á. Hai tuần liên tục á. Là tuần nào cũng nói mình cũng thử vô chỗ barbecue bán á. Thì lần nào vô cũng hết á. Mấy chắc có lẽ họ sợ không có ăn á, họ làm ít lợi, hoặc là họ không làm, không biết nữa. Mỗi lần tới thì nó hết. Mà đợt này tới thì nó còn hên quá. Mình mới mua được để mình làm cái video á. Mình xong rồi nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi đến đây. Chúc cả nhà một ngày thật là vui vẻ nha. Cảm ơn cả nhà. Bye bye.